Trước khi Phật nhập niết bàn thuần đà dâng canh nấm độc lên Đức Phật, tại sao không bị trách tội, còn được hưởng phước báu? Theo kinh Phật chép lại, bữa ăn cuối cùng của Đức Phật là bát canh nấm độc của Thuần Đà, nhưng Thuần Đà sau đó chẳng những không phải chịu tội gì mà ngược lại còn được hưởng phước báu hơn người. Hai lần nhận cúng dường đặc biệt nhất trong cuộc đời Đức Phật. Nói về cuộc đời Đức Phật, trong suốt cuộc đời mình Đức Phật cũng đã nhận được không biết bao lần cúng dường của Phật tử ở khắp mười phương trên đất Ấn Độ thời bấy giờ. Trong đó có hai lần ngài nhận được sự cúng dường vô cùng đặc biệt. Nói đến lần cúng dường đầu tiên, có ý nghĩa vô cùng to lớn khi đó là lần cúng dường đã giúp Đức Phật lấy lại sức khỏe mà tìm ra chân tu. Ấy chính là bát cháo sữa do nàng Sujata dâng lên. Khi ấy Sa môn tất đạt đa sau 6 năm tu hành khổ hạnh theo kiểu ép xác đã nhận ra việc đó chỉ khiến cho sức lực mình hao kiệt mà chẳng thể tìm ra được con đường đi đúng cho mình. Và lần cúng dường đặc biệt thứ hai trong cuộc đời Đức Phật chính là một bát canh nấm cực độc, thứ được dâng lên trong bữa ăn cuối cùng của Đức Phật. Dù bị trúng độc, sau đó nhập cõi Niết Bản nhưng Đức Phật không coi đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của mình, cũng không hề oán hận thậm chí còn cho rằng đó là một trong hai lần cúng dường đặc biệt nhất của mình và người dân cũng không những không có tội mà còn được hưởng phước báu nữa. thực hư câu chuyện về bữa ăn cuối cùng của đức phật theo lời kinh phật chép lại đức phật vốn đã có điểm báo trước về cái chết của mình ngài cũng từng nói rõ với các môn đồ rằng ba tháng nữa mình sẽ có cơ duyên hóa đạo chính là vào ngày rằm tháng hai âm lịch thậm chí ngài còn tự tìm nơi cho mình nhập niết bàn chính là rừng Sa La thuộc thành Câu Thi Na. Thuần Đà là một người thợ rèn sống gần rừng Sa La, hay tin Đức Phật sắp tới nơi đây để nhập Niết Bàn, là một người Phật tử thành tâm, Thuần Đà đảnh lễ xin được cúng dường Phật cùng chư Tăng. Thiện tâm của Thuần Đà được Đức Phật chứng giám và hoan hỷ nhận lời. Ngày hôm sau, Thế Tôn và chư Tăng y hẹn đến nhà người thợ rèn thọ trai. Thuần Đà trước đó đã tự tay vào rừng hái nấm để nấu canh, tự tay dâng lên cúng dường Đức Phật bát canh nấm vô cùng thơm ngon, nhưng Đức Phật biết trong nấm có độc, liền nói với Thuần Đà món này chỉ mình ta dùng, không nên để người khác dùng nữa, số canh nấm thừa còn lại thì hãy đem chôn. Người thợ rèn chất phác khi biết trong canh nấm có độc, trong lòng kinh hãi vô cùng, vừa sợ hãi vừa ân hận. Chỉ vì tấm lòng hướng Phật, muốn cúng dường tạo phước báu cho đời sau mà không ngờ lại vô tình mang tội lớn với Phật. Đức Phật là người duy nhất ăn bát canh độc đó, song ngài chẳng hề hoảng loạn mà vẫn bình tâm, gọi thuần đà đến răn dạy người thợ rèn rằng, con chớ nên than khóc hay hối hận vì việc làm của mình bởi đó vốn không phải việc gì sai trái. Ngài nhấn mạnh rằng đây chính là một trong hai lần cúng dường đặc biệt nhất trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một là lần cúng dường trước khi thành đạo tức bắt canh sữa của nàng Su -Gia Ta, hai là lần này, bắt canh nấm của thuần đà. Nghe lời dân của Phật, người thợ rèn trong lòng không còn oán thán, hoan hỷ cúi đầu đảnh lễ, tiễn Đức Phật cùng chư Tăng lên đường. Kinh điển Nam Tông có ghi chép lại, quả thực bắt canh nấm độc đó đã khiến cho sức khỏe của Đức Phật suy giảm nhanh chóng. Ngài không thể tự đi mà cần chư Tăng dìu đỡ, mau chóng đến rừng xa la để kịp Ngài nhập diệt như đã định. Tấm lòng bao la của Đức Phật là điều không ai có thể nghi ngờ. Trước khi nhập diệt, Ngài vẫn lo lắng cho thuần đà cùng chư Tăng Phật tử, mong muốn không ai vì chuyện bắt canh nấm mà đổ lỗi thuần đà. Ngài nhấn mạnh rằng lần cúng dường của nàng Su Ta và thuần đà quý giá như nhau, đem lại phước báu vô lượng, có quả bằng nhau và quý báu hơn hết thảy mọi sự cúng dường khác. Vậy tại sao thuần đà dâng canh nấm độc mà lại được hưởng phước báu? Mặc dù thợ rèn thuần đà dâng canh nấm độc cho Đức Phật nhưng Phật vẫn khẳng định lần cúng dường của ông được phước báo vô lượng, ấy là do đâu? Kinh Phật có viết, thân khẩu ý là ba yếu tố quyết định tội, phước, Thuần Đà thực tâm muốn cúng dường cho Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn, đã tự tay vào rừng lựa từng cây nấm, nấu nên bát canh thơm ngon, ấy là tấm lòng thành kính trước Phật của ông. Thuần Đà không hề biết trong số nấm mình hái có nấm độc, vì thế việc dâng cúng lên Phật chỉ là vô tình, tâm thiện và rất mực trí thành, người có tâm thì sẽ nhận được phước báo lớn. Có người cho rằng chính vì bát canh nấm độc của Thuần Đà dâng lên mà Phật mới sớm nhập Niết Bàn. Kỳ thực không phải. Việc Phật nhập diệt đã có điểm báo từ trước, kể cả không có bát canh nấm kia thì Phật cũng sẽ nhập niết bàn. Lại có thắc mắc tại sao Phật biết canh nấm có độc từ trước khi thọ dùng mà không từ chối. Ấy là vì Phật muốn độ cho Thuần Đà, muốn chứng cho nhân duyên và tâm thành của ông với Phật. Sống thiện, sống lành, bao giờ mới được hưởng phúc báo. Đức Phật khẳng định người phát tâm tịnh cúng dường là do thiện nghiệp, từ đó sẽ nhận được phước báo về sau người có phước báu lớn nhất sẽ được tái sinh vào các cõi trời, vào cảnh giới vua chúa, có cuộc sống giàu sang, gặp nhiều may mắn.